Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu lồng đèn này nha. Tại vì mình không có cái tay cầm mà đèn điện tử á, cho nên là mình bỏ cái đèn cà na này vô á để xem tạm thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà các bạn có tay cầm điện tử thì khi làm các bạn lòn tay cầm điện tử vô thì nó sẽ được một cái lồng đèn. Thì cái hạt này mình sử dụng đều là hạt 12 mm hết. Nếu mà các bạn muốn cái lồng đèn to hơn thì các bạn có thể sử dụng hạt 16 mm hoặc là hạt 18 mm gì đó thì cái lồng đèn nó sẽ to hơn. Rồi cái quai cầm của nó là mình sử dụng mực bằng 15 hạt 6 mm. Còn cái thân đèn thì mình sử dụng hạt 12 mm hết. Rồi, bây giờ mình có 3 màu nha, các bạn muốn chọn 3 màu để phối hợp với nhau màu nào cũng được. Hoặc là các bạn thích một màu thì cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết xem cái lồng đèn này làm như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn làm lồng đèn cho các bạn xem nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi vào là một vòng 6 hạt cườm màu tím. Mình sử dụng 3 màu nha, màu tím, màu cam và màu hồng. Thì các bạn thích màu nào các bạn phối màu đó, không nhất thiết là phải giống mình. Hạt này là hạt 12 mm. Rồi xong mình lòn đi qua. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Rồi bây giờ mình lên cái lớp đầu tiên là mỗi một vòng là 4 hạt cườm nha. Rồi dây bên trái mình sẽ cho vào một tím với lại một hồng. Một tím, một hồng, một tím là 3 hạt. Xong mình lòn dây qua. Rồi dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Rồi sợi dây bên trái mình cho vào một hồng một tím. Đó, vòng này mình lên 4. Rồi mình lòn dây qua. Mình được một vòng 4 hạt cườm. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Cái dây nó hơi dài nên kéo nó lâu. Dây này tầm 2 mét. Rồi, dây bên trái mình sẽ cho vào một hồng, một tím. Rồi mình lòn dây qua. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào một hồng một tím. Rồi mình lòn dây qua. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào một hồng một tím, vòng này mình lên 4. Cái lớp đầu tiên này mỗi một vòng là 4 hạt cườm. Rồi mình lòn dây qua. Rồi dây bên phải mình đi lòn qua hai hạt bên phải. Cái lớp cuối cùng lòn hai hạt. Cái vòng cuối cùng chứ là lòn qua hai hạt. Xong mình cho vô một hạt màu hồng nữa. Rồi mình lòn dây qua. Rồi như vậy là mình có một vòng 6 hạt màu hồng nha. Rồi từ cái vòng 6 hạt màu hồng này đem tiếp nè. Bây giờ mình đi cái lớp thứ hai nha. Lớp thứ hai là gồm có 6 vòng màu đỏ. À, 6 vòng màu hồng. Thì từ 6 cái hạt màu hồng này mình sẽ lên 6 vòng màu hồng. Rồi giữ nguyên dây nha. Lớp thứ hai. Dây bên trái cho vào 5 hạt màu hồng. Vòng này lên 6. Lớp thứ hai này mỗi một vòng là 6 hạt cườm. Rồi mình lòn dây qua. Mình được một vòng là 6 hạt cườm.
dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào là 4 hạt cừ màu hồng. Dòng này lên. Lên 6. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vô là 4 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. 1 2 3 4. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 6 hạt cừ. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Cái lòng đèn này nó đi các bước giống nhau hết rồi các bạn. Rồi dây bên trái mình cho vào 4 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Cái lòng đèn này là lòng đèn dạng tròn, nên là đi các bước nó lặp lại. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vô 3 hạt cườm, 4 hạt cườm chứ. Dây mình lên 6. Rồi mình lòn dây qua. Mình được một vòng 6 hạt cườm nè. Rồi bước cuối cùng của lớp này, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Cái hạt này nó to, nhìn rõ các bạn ha. Nhìn trong video rất là rõ. Dây bên trái mình cho vô là 3 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Là kết thúc cái lớp thứ 2. Xong rồi tới cái lớp thứ 3. Lớp thứ 3 là mình sẽ xen kẽ một vòng 6, một vòng 5, một vòng 6, một vòng 5. Cứ đi như vậy cho đến khi tròn vòng là xong. Thì đầu tiên mình sẽ lên một vòng 6. Rồi. Bước kế tiếp nha, cái lớp thứ 3, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 4 hạt màu hồng, dòng này lên 6. Bước đầu tiên mình sẽ lên một vòng 6. Rồi tới một vòng 5 nha. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào 3 hạt màu hồng, dòng này lên 5. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Vòng 5 và tới vòng 6. Vòng 6 thì lòn qua phải 2 cho vô 3. Rồi dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Rồi mình lòn dây qua mình được một vòng 6 hạt cườm. Rồi cái vòng 5 á, vòng 5 á thì dây bên phải lòn qua 1, bên trái cho vô 3. Và tới vòng 5, lòn qua phải 1 hạt. Dây bên trái cho vào 3 hạt cườm, dòng này lên 5. Xong rồi tới vòng 6, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải.
Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng và mày lên 6. Rồi mình lòn dây qua, tạo thành một vòng 6 hạt cường. Rồi tới một vòng 5, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 5. Thì mình cứ đi 6 5 6 5. Đi như vậy cho đến khi tròn cái vòng của lớp này là xong, xong cái lớp này nha các bạn. Rồi tới vòng 6, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 6. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. 6 là tới 5. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 5. Tới vòng 6, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt cường, vòng này lên 6. Cái này là cái đèn lồng hình tròn, cho nên là mình làm phần nửa hình tròn bên này thì tới phần nửa hình tròn bên kia làm giống y vậy luôn các bạn. Cho nên là nửa vòng tròn bên kia mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi chứ không đi chi tiết như vậy. Rồi kế tiếp một vòng 5, dây bên phải lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 5. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 6. Rồi bước cuối cùng lớp này là một vòng 5, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu hồng, vòng này lên 5. Xong cái lớp thứ 3 nha các bạn. Giờ tới cái lớp thứ 4. Lớp thứ 4 là 12 vòng, mỗi một vòng là 6 hạt cườm. Rồi dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Cái lớp mà 12 vòng, mỗi vòng 6 hạt cườm này là gọi là cái lớp nằm giữa, cái lớp nằm giữa của cái lồng đèn. Rồi dây bên trái cho vào một vàng, cái này gọi là cam, một cam, ba màu hồng. Đó. Rồi mình lòn dây qua. Vòng này lên 6. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 2 màu hồng, 1 màu cam. Vòng này lên 6. Đó. Dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. Vòng này lên 6.
Tiếp tục, dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào hai hồng một cam. Rồi mình lòn dây qua. Được một vòng 6 hạt cườm. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hồng. Rồi mình lòn dây qua. Mình được một vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào hai hồng một cam. Vòng này lên 6. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Bước kế tiếp dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. Vòng này lên 6. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Bước kế tiếp. Dây bên trái cho vào hai hồng một cam. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Cái lớp này là 66 không nha bạn. Chỉ là cái chỗ nào mình thêm hạt màu cam thôi. Chứ nếu mà không thêm hạt màu cam á, các bạn khi cứ đi lòn qua hai hạt bên phải xong dây bên trái cho vào 3 là được 6. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào hai hồng một cam. Xong mình lòn dây qua. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Rồi bước cuối cùng của lớp này, dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Rồi xong. Và cái lớp thứ 5. Cái lớp thứ 5 mình sẽ lặp lại giống bên này nha. Giống bên này. Cũng là một vòng 6, một vòng 5, một vòng 6, một vòng 5 vậy đó. Đi cho đến khi tròn vòng nha các bạn. Rồi dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu hồng. 4 hạt màu hồng chứ. Dây bên trái cho vào 4 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. 6 và tới vòng 5 nha. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Rồi dây bên trái mình cho vào hai hạt cườm. Dòng này lên 5. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Bây giờ các bạn cứ đi lòn qua hai hạt bên phải nha. Cái vòng 5 thì cho vô 2, vòng 6 thì cho vô 3. Đi như vậy cho đến khi tròn vòng. Rồi,
dây bên trái mình cho vào là 3 hạt màu hồng. Vòng này mình lên 6. Đó, vòng 6 xong rồi, tới một vòng 5. Vòng 5 thì cho vào bên trái là 2 hạt cườm. Còn vòng 6 là cũng lòn qua 2 nhưng mà cho vào là 3 hạt cườm. Thấy không? 6 là 5, 6 5. Rồi các bạn cứ đi tiếp tục nha. Bắt đầu là 6 5 6 5. Đó, cứ đi vậy đi cho đến khi tròn cái vòng của lớp này mình sẽ hướng dẫn tiếp nha các bạn. Rồi tới đây rồi nha các bạn. Bây giờ lớp cái vòng cuối cùng của nó là một vòng 5 nha. Dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Cái vòng cuối cùng của nó là một vòng 5. Rồi, dây bên trái mình cho vô một hạt màu hồng nữa là 5. Đó. 6 5 6 5 kết thúc rồi. Bây giờ tới cái lớp số 6. Lớp số 6 nha. Dây bên phải mình đi lòn qua một hạt bên phải. Lớp số 6 mỗi một vòng đều là 6 hạt cườm hết. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải nha. Rồi tới dây bên trái cũng lòn qua một hạt bên trái luôn. Dây bên phải lòn qua hạt bên phải, dây bên trái lòn qua hạt bên trái. Xong rồi dây bên trái mình mới cho vào 3 hạt màu hồng, vòng này lên 6. Rồi mình lòn đi qua nha. Đó. Rồi kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Gần xong cái lồng đèn rồi các bạn ơi. Dây bên trái mình cho vào là 2 hạt màu hồng, dòng này lên 6. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Một, hai, ba. Rồi, dây bên trái mình cho vào 2 hạt màu hồng, vòng này lên 6. Lấy cái vòng chốt đi nhanh lắm, tại vì nó lòn 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 qua, mình cho hạt vô dễ. Rồi kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Ở cái chỗ này các bạn muốn cho đèn thì cho đèn vô trước luôn nha. Chứ để thôi hồi kết thúc là cho đèn vô không được á. Cái nếu mà các bạn có cái tay tay cầm đèn điện tử á, thì bắt đầu lớp này bắt đầu cho đèn vào được rồi đó. Rồi, dây bên trái cho vào 2 hạt màu hồng. Dòng này lên 6. Mình không có tay cầm đèn điện tử các bạn, tại mình chưa có đi mua được á. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho bạn bằng cách là mình sẽ thêm cái đèn này vô nè, cái đèn cana, đèn cana dây điện của mình á, là mình ngủ cũng được. Mình sẽ cho vô như vậy. Đó, lúc này là cho đèn là cho như vậy nè, mình cho vô đây. Còn không thì cứ làm như vậy. Đó. Xong rồi, dây bên phải đi lòn qua 3 hạt bên phải. Kiểu này mình lòn đèn chơi chơi vui vui thôi, các bạn không cần quan tâm nữa nha. Các bạn thích lòn cái đèn gì đó thì lòn nha. Còn mình á, mình chỉ có cái đèn cana này nè, nên là mình dồn nó vô chơi cho nó sáng chơi chơi cho nó vui thôi. Còn các bạn thích đèn gì thì lòn đèn đó nha. Đó, mình nhét vô đầy cái bụng nó cái đèn này. Đó. Xong rồi. Tiếp tục. Dây bên trái cho vào là 2 hạt cườm màu hồng. Vòng này lên 6. Rồi. Bước cuối cùng của lớp này ha,
dây bên phải mình đi lòng qua bốn hạt bên phải. Một, hai, ba, bốn, xong rồi cho vô thêm một hạt màu hồng nữa là sáu. Rồi từ cái vòng 6 hạt cườm này nè, mình sẽ lên 6 vòng 4 màu tím. Rồi, dây bên trái mình cho vào là 3 hạt màu tím. Lên cái vòng này nữa là xong cái đèn nha các bạn. Rồi mình lòng dây qua. Dây bên phải đi lòng qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào hai hạt màu tím, dòng này lên 4. Rồi, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào hai hạt màu tím. Dòng này lên 4. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào hai hạt màu tím, dòng này lên 4. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào hai hạt màu tím, nhưng mà lên 4. Rồi bước cuối cùng của lớp này, dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải, đi lòn qua một hạt màu hồng nằm dưới nè, lòn qua một hạt màu hồng nè, rồi lòn lên một hạt màu tím nè. Xong rồi mình cho vô thêm một hạt màu tím nữa. Là 4. Rồi mình đi chốt cái vòng 6 cuối cùng này cho nó chặt lại nữa là xong. Cái lòng đèn này các bạn nhớ lòn cái tay cầm đèn vô nha, đẹp lắm. Rồi xong cái mình cắt cái giấy á, mình cắt cái giấy mình làm cái tua rua mình gắn ở phía dưới lòng đèn nữa, nhìn đẹp lắm luôn á. Rồi mình buộc dây lại. Rồi xong xong rồi thì cái mình còn dư miếng dây này mình làm cái đây. Mình ở trên cái vòng 6 hạt cườm màu màu tím nè, phải không? Mình sẽ làm một cái quai để treo thôi. Cái quai đơn giản quá. Mình sẽ xỏ một sợi dây mới qua 3 hạt cườm nha. 3 hạt cườm. 3 hạt cườm màu tím. Đó. Xong rồi mình xỏ vô. Mình xỏ vô cái hạt 6 ly thôi. Hạt 6 ly để cột lại làm cái quai để treo lên thôi, chứ không có gì đặc biệt đâu các bạn. 5. Cho vô 10 hạt đi.
6 7 8 9 10 10 hạt bao giờ chưa? Cho vô 15 luôn đi. 11 12 13 14 15 2 4 6 8 10 12 14 15. Rồi, buộc dây lại. Buộc dây lại để làm cái quai nó treo lên thôi. Đó. Vậy là xong rồi đó các bạn.